Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Cốc Quê TV. Xin chào bạn ạ. Hôm nay anh em mình có em Dần bảo là có con gà trống chuồng nên anh em mình qua xử lý để chế món ngày hôm nay các bạn. Đấy. Con gà trống chuồng này thì rất là chất lượng rồi nhưng mà anh em mình sẽ không quay được tận cảnh cận cảnh được vì chính sách YouTube trước anh em mình cũng có bỏ một tập vì quay vào gà nhiều quá. Cũng chẳng biết chẳng có cái gì đâu nhưng mà vẫn bị cấm các bạn ạ. Chả hiểu sao cứ quay vào con gà, quay hẳn vào con gà là nó bị. Còn hôm nay anh em mình sẽ không quay hẳn vào gà nữa vì gà rất đẹp luôn nhưng mà không dám quay nữa. Hôm nay anh em chỉ quay làm món thôi mọi người ạ. Đây chắc là đoạn này mình sẽ phải làm mờ con gà này. Đây là một em gà trống chuồng. Đúng rồi. Rất con này thì cũng lâu năm rồi đấy. Nặng đấy, phải trên 3 cân mọi người ạ. Trên 3 cân rưỡi. Dài tầm cỡ 2 phân rưỡi gì đấy. Khi nào mà anh em mình mổ xong thì này phải thì cái hơi bị già một tí thôi. Ạ. Ok các bạn ơi, em Dần thì đang làm nhà các bạn ạ. Nên là anh em mình thì cũng buổi sáng thì cũng rảnh, em mới nhờ anh em mình sang đây chế biến hộ cái con gà này như thế nào cho nó lạ lạ tí, chứ còn lọc ra xào xả ớt là chắc là cũng ăn nhiều rồi. Đơn giản không vậy? Nhưng mà hôm nay thì em ấy bảo là qua là chế biến với lại cũng có thợ đang làm nữa, cũng nuôi thợ nữa thì cũng khả năng là cũng tầm một hơn mâm thì ok bây giờ để anh em mình bắt tay vào đun nước thịt gà các bạn nhé. Mình đi ngó qua xem là nhà em Dần đang làm đến đâu rồi đây. Này đang chuẩn bị lợp mái mọi người. Nhà em Dần thì hôm nọ đã đổ sàn rồi các bạn này. Đấy, hôm nay thì đang chuẩn bị để bắn mái tôn. Và anh em đang làm đây. Này khoảng bao nhiêu ngày hoàn thiện được anh? Mái chắc phải 4-5 ngày. 4-5 ngày ạ. 4-5 ngày nữa là có mái rồi. Bao giờ phải ăn hết gà của gia chủ đã? Trời ơi, ở đây thì rõ ràng là ăn hết gà của một nhà là hơi khó đấy, không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Ăn hết gà gia chủ mới xong được. Đây các bạn nhìn nào, quả nhà có view dã man đấy, rất là đẹp. À, hôm nay nhìn sang nhà anh Niên, còn ngồi từ nhà anh Niên lại nhìn sang nhà bên này, đang làm lông gà đấy các bạn ạ, rất chất lượng luôn. Nhìn cái da của nó em biết là nó dai rồi. Quay cửa nó lại. Đây tí nữa cắt hẳn cái chân ra. Căng. Cầm cho cả các bạn xem luôn cái chân với cái màu. Quả màu đấy ăn thì cũng phê đét đấy. Hôm nay thì anh em mình sẽ chế một món. Hôm nay anh em mình làm một hấp nha mọi người nhá. Hai món. À gà lại con gà này là ba món. Ba món kìa. Còn một món hấp này, lòng mì xào rau cải này. Tiếp theo món xương hầm đỗ mọi người ạ. Hầm được cái xương của nó phải hầm lâu thì mới gặm được, chứ gà già này khó nhai phết đấy. Ok các bạn ơi, hôm nay sẽ là trống chuồng ba món nha. Nhiều món cũng được thôi, thì hôm nay cái số lượng nó có hạn với lại là cũng đông người ấy. Mình sẽ làm được ít món hơn. Để chuẩn bị cho con món gà ấp hôm nay thì anh em mình sẽ chuẩn bị cái nguyên liệu phụ trước nhé mọi người nhé. Đấy, mình sẽ dùng hai trái thảo quả này. Bên này mình có riềng nữa này. Đấy, cho vào đây luôn. Đấy, thêm hành khô này, hành tây để cho ngọt nước nhé mọi người nhé. Đấy, cái này thì tí ăn sống. Đấy, rau răm mình cũng cho cùng. Đấy, xả và hành hoa nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ băm những cái nguyên liệu phụ này ra. Cái nguyên liệu phụ này hôm nay mình chỉ cần băm dập thôi. Thảo quả thì mình cũng đập dập nhé. Đấy, hành thì mình cũng đập dập như này. Chân gà đấy các bạn ơi. Các bác liệu chân gà này gặm được không? Ừ. Cựa này trên 2 phân mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lọc cái phần thịt gà này ra trước nha, để anh em mình mang đi hấp trước. Cả xương này cũng hầm lên cùng nhau luôn. Hy vọng là da con này sẽ kiểu giòn. Giòn thì giòn rồi, mà nó vẫn sẽ thịt. Cái thịt nó vẫn dai mọi người ạ. Thì nó già gà. Con này kê thì cũng khá là to đấy. Này con đùi này mới đỏ. Đùi này mà
Gấp cả cái này để một người gặm thì khả năng là cũng phê rồi. Nhưng mà dài. Thịt khá là dày con này. Béo. Một đĩa này cực kỳ là ok mọi người ạ. Đấy, đây là một ức cái một đùi nha mọi người nha. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục lọc thêm cái ức tiếp theo, với cái đùi tiếp theo. Xương này anh em mình mang đi hầm đỗ mọi người ạ. Đấy, lại định hầm bí nhưng mà em Dần bảo là nhà có đỗ ngầm sẵn đấy rồi. Ngầm từ sáng giờ rồi thì được thì hầm nó ngọ xương thôi thì hầm. Quả màu này. Chất lượng luôn các bạn. Quá chất lượng. Đó, quay kia sợ có bị vàng tiền này. Sao đâu. Đây, kê to chưa? Ui giời. Nhưng mà vẫn chưa bằng kê con vịt. Hôm nay mình vừa lấy kê vịt vịt bầu ấy mọi người ạ. Con đấy như khổng lồ rồi. Kê mọi người. Đấy, mà mua được đúng cái nguyên kê kê này thì không biết bao nhiêu tiền mua được. Một cân đúng không? Chắc phải tiền triệu. Nó phải tươi như này nha mọi người nha. Còn kê đông lạnh thì rẻ mà ăn nó không ngon. Cho xả với hành vào phi trước một ít để cho nó thơm lên đã mọi người nha. Đó, tiếp theo mình sẽ cho cái nguyên liệu phụ cùng có riềng, xả, hành, rau răm này. Đấy, với hai bông hoa hồi, hai quả hoa. Đấy, đảo lên nha mọi người nha. Gia vị này, cái tàu hào này anh em mình cho nhiều nhiều một chút nha. Đó, tiếp theo là mắm. Mọi người nhá. Đó. Hạt phô, hạt nêm nữa này. Cái này mình cứ cho nhiều nhiều một chút, mình tí mình còn cho nước nữa để hấp. Đó, mì chính nhá. À, tiếp theo là mình đảo đều lên và cho nước. Cho nước vào các bạn nhá. Rồi, cho nước vào thì anh em mình sẽ bắt đầu cho cái phần này. Gà vào nhá. Rồi, cho gà vào mọi người ạ. Cái này mình cứ hấp lâu lâu một chút. Đấy. Đợi vùng nó là ok. Các bạn cho gừng vào nha mọi người nha. Đấy. Mắm này. Đấy. Không cương. Cho xương gà vào. Đấy, xăm nó anh em mình cho nước ninh thôi. Còn khi nào nếm nếm lên gia vị nữa là ok. Ok, cho nước vào đun thôi. Nước ngọt. Nước rồi thì cho đỗ vào xong. Cho đỗ mình nêm nêm gia vị. Mà muối thì chính đơn giản thôi mọi người nhá. Có tí gừng gừng. Làm cái rau cải xào lòng mề mọi người ạ. Mọi người đừng, nếu mà có rau cải này đừng dùng dao cắt nhé. Mình cứ dùng tay mình ấy nhá, thì ăn nó sẽ mềm hơn. Thì cái chỗ đoạn mình vặt này thì nó sẽ được ngấm gia vị hơn này. Nhưng mà dùng dao cắt thì nó phẳng, ăn nó cứng. Cái mẹo ấy. Đã được rồi nha, bây giờ anh em mình vớt ra để quạt cho nó nguội nguội tí anh em mình thái. Đấy, đến cái phần nước này anh em mình khắp đấy. Đây là mình đã có múc âu rồi. Tí nữa anh em mình sẽ thái xong ở dưới lên chốc. Cái này cũng vừa vặn gia vị rồi. Tí nữa chỉ có việc gắp cũng cho thêm rau sống nữa là ăn thôi mọi người nhá. Tiếp theo anh em mình lại xem cái nồi canh đỗ như nào đã. Xong là đợi cái này nguội anh em mình sẽ thái nha mọi người nhá. Phần này bút tay à? Cho đỗ vào được. Hầm đỗ. Ok.
xào luôn món lòng bề này với rau cải để chuẩn bị lên mâm đấy các bạn ơi. Xào một nước rồi nó xoăn cái loại mề sau xì nước mắm thơm. Chấm xem tí nó tanh đấy. Cái này mà không chín hẳn là lúc xào xong ăn tí nó nguội rồi hơi tanh các bạn. Phải chấm xem tí. Hơi bị nhiều rau đấy. Thoải mái là cái rau này. Thoải mái mà xào vào nó héo mà. Đội thợ đi làm này về cứ đông bớt bớt đi một chút. Cơm ấy, cơm khỏe. Mấy cái gì mắng đúng không? Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thái cái món này nhá. Có nhìn ra bóng chưa? Chắc là không giòn đâu mọi người ạ. Ui. Em nghĩ là giòn đấy. Cái này mình hấp được thời gian là nói chung là chắc là nó không thể dai được. Cái này nhìn quá ngon luôn. Quá ok luôn mọi người ạ. Cái đoạn này là đoạn chui đấy. Thái đã biết là nó giòn. Đó là ok, cái này mọi người cứ thái mỏng mỏng nha. Này thì ok. Ôi, một rồi. Bên được đĩa cú nu. Mái cho mọi người ơi, rực rỡ. Kim cu. Rồi, cái nước sốt của cái nước hấp nha mọi người nhá. Dưới lên để cho nó đỡ khô cái phần thịt này, ăn nó sẽ mềm hơn. Ok, xong. Rồi, chuẩn bị lên mâm mọi người nhá. Tính nó thế rồi. Đây cũng gần xong hết các món rồi nha các bạn nhé. Còn mỗi món canh đỗ là đang đun nốt rồi. Mỗi dần này. Nhạc sập sình như nào ông ơi. Vui thế. Đội trẻ con đang nhảy. Nhưng cái món này món gì trông lạ lạ này. Gà hấp. Gà hấp. Gà hấp à? Gà hấp dầu hào. Nào, mình test thử đi. Chưa ăn hôm nay ăn đợi tí nó vào mâm bây giờ. Đây anh em xoa đũa ra đã. Đó. Anh em cái đũa kia cho nó đều kìa. Anh em có đợi ấy không? Đợi canh không? Hay là ngồi vào đợi đũa luôn thôi đi. Tí còn... canh sau nhỉ? Thôi tay em ngồi vào đi. Canh đợi nó nhừ xong là mình múc sau là múc canh sau ấy. Mình thử chuyển sau. Đâu chả vào múc hết mà. Súp cho em một lọ súp này. Súp muối hết rồi. Hai bát đi này. Chắc có kìa. Bát bia. Lấy bát đồng bia này. Đây đây. Đây bát bia. Bia, bia keng các bạn nhá. Có chú ý. Giật thẳng lên anh, giật thẳng lên. Ấy. Cái này là giật phải giật thẳng lên không thì nó giật ra. Ngang ra không giật thẳng lên. Đúng rồi. Đây mỗi người một bát này uống này. Mang mua cả sọt. Ngồi đây cho đấy, tại ngồi đây cho bọn trẻ con nó ngồi. Đây, bỏ luôn vào đây. Bát để rót bia đi ra. Hết chưa thế mà cất bớt 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 đi. Ta phải lông xuống là khi nước mát đó nhỉ. Đúng rồi. Tí nước mát cho anh em đi. Mời anh em nhá. Chà đá. Các bạn nhá. Chà đá cả nhà ơi. Sắp đến mùa thu rồi. Tranh thủ mấy hôm nay nóng thì anh em mình uống bia. Đến mùa thu mùa đông thì uống rượu. Bia ra ngoài thôi. Làm tí nước mát cho nó. Ngon. Wow. Muối chấm. Thôi anh em làm luôn món gà đi. Luôn đấy. Anh em bảo là món gà lạ lạ thì phải bột luôn món gà. Ôi ôi. Nè. Các bạn trồng thịt này thôi không cần chấm đâu. Cần chấm không? Cái này mời bạn nhá. Cần chấm được cứ ăn luôn thôi. Cái này chắc là đầu bếp niềm chắc lòng hết xương. Được vừa không? Vừa ăn giòn. Nhìn thấy ngon đấy. Giòn không? Dẫn rồi nhỉ? Giòn không phải chấm đâu. Vừa. Hấp mà sao? Gà ăn giòn thế. Muốn cay thì đắp một chút. Cái món này được đấy. Bì rất là giòn luôn. Hay. Không ngon thế nào? Được chấm mỏng.
Nhưng mà để nguyên cả tạng bì, bì gà. Bì gà già rồi. Có vị nữa luôn. Mai phải học ấy. Mai anh có con mai, gọi mai mang đây. Kiểu con nào già. Nhưng mà hết à, con gà già nhưng để cho đẻ thôi. Mái già hay là mái. Mái già. Mái già là trống rồi mà. Đợi. Cái trống mái thì nó cũng như nhau mà. Già rồi là làm hết. Mái làm được mà. Người nghiện phải khác đúng không? Bóc luôn cái này đi. Ôi trời. Không nhưng mà hấp này hả? Ngon các bạn ạ. Ngọt. Nó con gà này mình làm xong không không bị dai các bạn. Mà nó giòn nữa. Mình nghĩ là bị dai nhưng mà. Thế bảo là đánh cái canh đánh ngạo. Định lấy cái canh. Lấy cái canh mà thôi. Để hôm khác. Ngày đồng người này đáng nhẽ anh em mình làm 3 con thì mới có đủ để mà đánh tiết canh được. Con làm nhân luôn. Hôm nào nhà Thanh, anh em sang nhà Thanh. Nếu mà đánh tiết canh gà thử không? Hả? Đánh tiết canh gà thử không em? Ăn rồi. Ăn rồi, rồi mà. Ngọt đúng không? Ngọt mà. Ngọt mát đẹp. Luôn. Ngọt đét. Ăn đi con. Không được. Đấy, thế để hôm nào anh em mình sẽ làm món tiết canh gà các bạn nhé. Cái tôi biết rồi, cứ ngại gì tôi dễ nuôi này, cứ nấu cắm vào cơm nên là ta sống. Thế rồi, thì với ba gì mà. Cho dùng đi anh, ăn đi. Đoàn ngài mà. Chớm chớm. Không cần xe điếu. Nó gọi là cách một tí thôi nhưng mà nó xa hàng mét. Ăn gà không bóng? Chín hết rồi. Gà ngon lắm. Nó ăn đấy. Rồi thì cứ để mình vậy. Mọi người cứ ngại nha. Ừ. Ngại đó, anh em thôi. Rồi ngại đi thì không còn liên đâu. Tục đi gì. Gà non luôn còn. Hay cho tí rau sống à. Ôi, nó... gà trống mình ăn nhiều chưa được ăn món này bao giờ. Đầu tiên ăn là hấp đúng không? Ừ. Giòn đét đúng không anh? Đấy. Vị nó ta hơn. Gần như là cái này là kiểu sợ dai là đi xào lăn. Nhưng hôm nay hấp lên thì lại thấy ngon các bạn. Bình thường mình cứ nghĩ là để xào lăn thôi. Ngon hấp dẫn này nha. Ừ. Thấy không? Ừ. Xào lăn mãi rồi anh em mình phải chuyển thế này. Chuyển món mình... tìm hiểu thì mình chuyển kiểu khác. Kéo Thanh này có con gà mái già này. Bảo chị là thôi con gà này mình làm sao ấy. Ngất 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 gà đang ngất ngất. Nhớ gọi anh em nhá. Nó đi qua sân nó vấp vào cái đôi dép của anh thôi đã thấy nó ngất ngất rồi. Thì ngất là bắt cái canh nhanh không rồi nó không kịp. Với hại ngất gà bông bị bệnh ngất lại còn bắt cái canh. Đây đang ăn đó, rồi. Bây giờ nhà mình múc ra cho mọi người nhá. Cho thêm ít hành hoa vào. Sực rõ chưa? Ui dồi, quả màu đấy. Quá tôi tuyệt vời, quá đỉnh luôn. Nói chung là cái hầm canh đỗ này thì không cần phải là ăn cơm. Múc canh đỗ này đã ok rồi. Ok, lên mâm rồi này. Đi. Anh em ơi, hộ tay nào. Kìa kìa kìa. Không, mua được cái là đấy. Thì thấy quả tiết gà đấy. Để quả tiết gà là lượng rồi đấy. Đấy, nóng rồi. Đây này. Đấy, bây giờ mới để đủ món này. Ồ, bây giờ đổ. Có cả kê ở trong cái bát. Đây, trong ông này. Xem kê nào. Làm cái gì không để... có mùi. Đũa. Để vào đây tí nữa anh em lại bảo rửa đũa. Rửa cái gì? Anh cứ tìm đi. Đấy là nhiệm vụ. Cho phép anh tìm. Nhiệm vụ anh tìm. Mùi trời ơi. Sử dụng luôn. Các bạn ơi. Chuyển luôn. Mày làm khá không? Cái anh mà chia thì giật ra. Được. Giật ra thì mời cũng hơi ngại. Không, 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 không phải chia nữa. Không phải chia ăn luôn. Người miếng. Không, không, một quả thôi. Quả có chia luôn. Nửa quả em lại không bỏ ăn. Em có chia. Mời các bạn nhá. Quả mà to thế. Trời ơi, ngậy đẹp. Đi cửa trước tí mọi người ạ. Mời mọi người nhá, mời anh em nhá. Anh em thông cảm nhá. Mình ăn nóng đấy. Còn một cái mà mình nghĩ là ở đây Dần thích ăn nhất này. Dần em tìm ở kia. Chơi màu ở đây à? Chơi bạn. Ô, chơi đi. Nóng vãi. Luôn luôn. Ngon đấy. Chơi nóng thật. Quả này.
sao nóng mượt chả nóng. Thế mà anh Sơn anh à đâu anh ấy xỉa ra rồi. Xỉa ra rồi, nước chảy đi rồi. Cắt đôi ra rồi. Nước nó chảy đi rồi. Dần nhìn quả màu này ổn áp quá nhờ dần nhờ. Ngủ đi em. Nhà mái mới có cái này đấy. Nhà mái mới có cái màu to như này. Với cả có hai quả cà nữa. Thôi nhưng mà nhờ không, nhờ không được rồi. Đâu. Không. Ok. Nè ơi, cho em cho em một nửa sang bên này. Còn cầm nữa cơ mà, còn màu cầm nữa cơ mà. Ừ, không phải sở trường. Ở đây, tiệm cảnh này rồi. Ôi đây của Thanh. Thanh bảo ư. Đi nhường lại. Cảm ơn. Cảm ơn thật. Nào, phải cầm cả cái lên, cái đấy ở đấy. Múc luôn, múc bang luôn cái đoạn trên. Đoạn trên này. Mà hối chứ. Biết mọi người nhường nhau em gặp cứ nhanh. Ừ, cứ nhường nhau nhỉ? Nhường nhau. Đây không nhường đâu. Ngày xưa phải như kiểu cần này. Không phải sở trường thế. Có mỗi một bát tiết canh, quanh 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 về đến ông, nào ăn đi. Không ai hay à? Không ai hay à? Thế là há mồm với nhau cả. Không ăn hết luôn. Ngọt. Mời một lần nhưng mà nói chung là nước canh đỗ ngọt, ngọt. Canh đỗ này ngọt nhiều lắm, nhường bốn năm bát này. Kẻ nhường già, già cứ nhường nhường ông này phải phá, ông kia phải phá. Này thì tôi phá luôn này thôi. Cái ông Mải nói chuyện quay ra hết rồi. Mải cái nhìn thấy ông làm một bát thì cũng ngồi và há mồm thôi chứ. Một miếng là hết luôn. Buổi trưa thì uống gọi là ít ít giải khát cho mát các bạn ạ. Chiều tiếp tục công tác rồi nha. Còn làm nữa. Anh thấy món gà hấp ngày hôm nay nào anh? Rất là ngon. Lần đầu tiên được ăn gà hấp. Gà trống chứ. Gà trống chuồng hấp. Gà hấp kiểu này. Gà trống chuồng hấp. Xong lại còn ăn nó không bị dai mà nó giòn, cái mì nó rất giòn. Đấy, ong nó còn thế ăn mà các bạn. Anh đập là anh không bị đốt nhưng mà em bị đấy. Ok, các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để bình luận nhá. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá.